Phiên 1 tỷ USD hàng về của ngày thứ năm tuần trước thì anh chị thấy VN-Index chúng ta sau một cái cây rũ khoảng có 1 tỷ đi, chúng ta thay máu nhà đầu tư vào ngày thứ năm tuần trước. Thì hôm nay thứ hai là một cái phiên hàng về áp lực bán thị trường khá cao. Cuối phiên thị trường chúng ta có yếu tố phục hồi rất là tốt và đóng cửa gần như cao nhất phiên ở mức 1116.02. Đang là một trong những cái mức về cao nhất về chỉ số trong khoảng vài tháng vừa qua. Và thị trường chúng ta đang cho chúng ta thấy cái sức nóng lên của thị trường như thế nào ở thời điểm hiện tại, khi thị trường chúng ta liên tục có yếu tố thay đổi dòng kéo và có nhiều cái yếu tố hấp thụ quanh đây. Thì đối với những cái vận động này, anh chị cần phải lưu ý những gì và những gì anh chị cần phải quan tâm trong những phiên sắp tới thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Anh chị có thể thấy thì hôm nay khối ngoại người ta mua ra 116 tỷ. Phiên thứ sáu vừa rồi thì tự doanh người ta mua 250 tỷ, hôm nay không biết thế nào. Thế thì đối với những vận động này trong cái trường hợp mà thị trường chúng ta đang kéo rất là tốt, đặc biệt là khi chúng ta cứ bán hàng ra là có là lập tức cuối phiên thị trường cứ kéo lên thì cứ dao động như thế này, anh chị cần phải lưu ý những vấn đề nào và target của thị trường chúng ta lên tới đâu thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta phân tích về chỉ số trước, bởi vì hôm nay anh chị thì chỉ số leo khá là cao nhưng mà nhiều cổ phiếu thì cũng có một số cổ phiếu tăng tốt, một số mà cổ phiếu phục hồi, một số cổ phiếu lên được cái biên trên, một số cổ phiếu thì có yếu tố rút chân mà thị trường chúng ta vẫn đang có những cái mức đóng cửa rất là cao so với trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thế đối với những cái vận động này chúng ta cần phải thấy cái yếu tố vận động nào của thị trường và liệu thị trường chúng ta có những cái điểm mua cho anh chị nhà đầu tư hay không. Thì với cái quan điểm đầu tiên của mình gửi tới cho anh chị nhà đầu tư, cái đầu tiên là gì? Thứ nhất, về một cái yếu tố kỹ thuật chung của thị trường ta có hai gap. Ở quan điểm mình, thị trường ta sẽ không lấp hai gap này ngay, nó chỉ loanh quanh ở đây, nó sẽ tiếp tục lên. Bởi vì khi thị trường lấp gap thì thị trường yếu, mà thị trường yếu mà trong một khoảng thời gian ngắn hạn á thì thị trường ta sẽ rất khó tăng. Mà trong cái lúc mà thanh khoản thị trường gia tăng, đây là một trong những giai đoạn rất là nóng của thị trường, khi dòng tiền vào lập tức có một cái lượng hàng ra, cho thấy cái yếu tố thay máu của thị trường rất là căng. Mà thông thường thị trường dao động như thế này thị trường ta sẽ không lên được bền, lưu ý nha, thị trường ta sẽ không lên được bền. Nhưng mà trong ngắn hạn, những cái thời điểm gần tới đây nó vẫn lên, là cái đầu tiên. Cái thứ hai này là anh chị thấy khi thị trường ta có một nè, 2 3 4 5 phiên tăng thì nó có một phiên rũ, và phiên rũ này cho thấy cái yếu tố thay máu của thị trường nó quá cao. Lượng hàng ra rất nhiều nhưng lượng cầu vào đỡ rất lớn. Và thông thường một cây xích cao như thế này của thị trường nó cho chúng ta có hai vấn đề: một là thị trường chúng ta bắt đầu nóng lên, hai là thị trường chúng ta quan điểm mình vẫn sẽ tăng tiếp. Và các nhịp chỉnh của thị trường là cơ hội để cho anh chị là làm gì ạ? Chúng ta gom hàng, chúng ta mua hàng để chúng ta cố gắng tìm kiếm tốt nhất cái biên lợi nhuận ở thời điểm hiện tại, trước khi thị trường chúng ta thực sự tạo đỉnh. Vì thế đối với những cái vận động này thì về cái quan điểm của mình là khi thị trường ta chỉnh xuống thì anh chị cứ mua, còn cái đà dài của thị trường hay không thì quan điểm mình nó chỉ còn ngắn thôi. Đâu đó bây giờ thứ hai, có thể thứ năm, thứ sáu là bắt đầu nó hết cái biên tăng rồi, nên anh chị chúng ta lưu ý nha. Vì thế trong những cái thời điểm này biên độ của cổ phiếu nó sẽ cao lên, dẫn đến là thị trường ta thiếu đi sự tích lũy. Mà thị trường thiếu đi sự tích lũy thì nó sẽ không lên được bền, nhưng mà nó đang tạo ra một cái biên độ giao dịch thì anh chị chúng ta cố gắng ăn được cái biên độ giao dịch này một cách tốt nhất, để chúng ta tối ưu hóa cái danh mục, tối ưu hóa cái dòng tiền, và ta chọn dòng, chọn ngành, chọn nghề, chọn cổ phiếu để chúng ta ăn được thêm miếng này chúng ta ăn. Đó là quan điểm cá nhân của mình gửi đến cho anh chị nhà đầu tư. Còn thị trường ta có lên nhìn hai không? Quan điểm của mình là không. Thứ nhất là khi thị trường ta đã có một đỉnh quanh cái vùng 1115 rồi á, tức là cái phiên này, thì thị trường ta có hai cách. Một là nếu mà nó tạo ra một phiên xích cao như thế này á, mà nó test lại, tức là đây là một phiên rũ bỏ, một phiên thay máu của thị trường mà nó không lấp được hai gap này, cho thấy thị trường khá khỏe, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khi nó không, nó lên trên này là một chít, nó phải lên nó test cái đỉnh đã. Nên là một cái cây này anh chị đừng có vội bán hàng cổ phiếu, mà quan điểm là cứ chỉnh xuống anh chị cứ mua trước. Là bởi vì làm sao? Bởi vì sẽ có nhiều cái biên độ để nó hỗ trợ cái phần giá cho anh chị nhà đầu tư. Ví dụ anh chị thấy về đây, hoặc là những cái con như là ghét ở đây này, anh chị thấy cái bán này cái nó lại tăng tiếp không? Vì thế đây là những cái biên độ giao dịch tới cộng ngắn hạn cho anh chị nhà đầu tư. Vì thế đối một cái cây giảm, anh chị chúng ta không có quá vội vàng để chúng ta ao hàng cổ phiếu ra, mà chúng ta canh những cái thời điểm cổ phiếu chỉnh xuống. Một là chúng ta mua thêm, hai là chúng ta làm sao, hai là chúng ta cơ cấu danh mục những cái mã yếu sang những cái mã mạnh. Đó là cái quan điểm cá nhân của mình gửi đến cho anh chị nhà đầu tư trong suốt khoảng thời gian vừa qua, luôn luôn hướng tới yếu tố vận động của thị trường gửi đến anh chị ha. Thì khi mà thị trường chúng ta có hai, khi mà nó tạo ra một cái cây như thế này, nó có hai cái điểm mà anh chị ta lưu ý. Một là nó test đỉnh, yếu thì test đỉnh nó quay xuống. Ở đây thị trường chúng ta bước vào nhịp số 2 rồi, tức là làm sao nó sẽ khỏe hơn và sẽ bước lên một nhịp nữa, và nó sẽ kéo liên tục từ ngày mai cho tới thứ năm tuần này. Có khả năng té thị trường lên quanh 1140 cộng trừ 5 điểm thì bắt đầu đi ngang và bắt đầu có yếu tố rũ bỏ lớn. Vì thế là khả năng thị trường chúng ta sẽ không đi được xa, nhưng mà trong ngắn hạn nó sẽ tạo ra nhiều biên độ cho anh chị nhà đầu tư để anh chị chúng ta tham gia. Còn cái việc thị trường chúng ta dao động và rung lắc ở thời điểm gần đây, đặc biệt là những cái ngày mà trước cái đáo hạn phái sinh, thì quan điểm của mình là thị trường chỉnh xuống anh chị cứ mua. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là em sẽ phân tích cho anh chị nhà đầu tư là vì sao thị trường ta lại vận động như thế này. Thứ nhất là anh chị thấy là trong một tháng vừa qua thị trường ta vận động là up. Anh chị phải hiểu thông thông giữa thị trường phái sinh và thị trường cơ sở.
Ví dụ như thị trường phái sinh nó tới thứ năm là đáo hạn rồi, mà bây giờ thị trường cơ sở trong khoảng gần một tháng vừa qua, tức là 3 tuần vừa qua thị trường ta toàn tăng. Mà khi thị trường ta toàn tăng mà giá liên tục bất định, ngay cả phái sinh bây giờ cũng đang là cái giá bất định, mà khi thị trường bất định như thế thì sao? Thì tức là tổ chức người ta đã phải đang cầm một cái vị thế nào đó, mà tổ chức người ta chỉ có hai vị thế thôi, một là long hai là sọt, mà gần ta đáo hạn rồi. Thì trong khoảng thời gian vừa qua người ta đang cầm một cái vị thế trong một cái biên lợi nhuận rất tốt, thì quan điểm mình khả năng thị trường cầm tổ chức người ta cầm vị thế long khá cao. Mà khi cầm vị thế long nó chỉ có hai cách để người ta chốt thôi, một là người ta sẽ giữ nguyên thị trường ở đây và người ta làm cho thị trường người ta đi ngang, lúc đó tới cái ngày đáo hạn phát sinh thì bắt đầu tất toán vị thế để nó qua một cái vị thế mới, đúng không? Cái thứ hai là nếu mà tổ chức người ta muốn ăn dày thì người ta sẽ tiếp tục kéo thị trường đi lên nữa để người ta chốt cái vị thế chít là trong cái tháng 6 này, để người ta tất toán toàn bộ cái hợp đồng người ta mà người ta cũng phải đóng. Bởi vì khi ví dụ như người ta cầm 20.000 hợp đồng, người ta đóng là nó sẽ không có cầu. Vì thế người ta chỉ việc kéo và neo cái chỉ số lên và làm cho cái lượng tất toán của họ sẽ có cái biên lợi nhuận lớn. Vì thế càng về ngày đáo hạn phát sinh thì biên độ và cái sức nóng của thị trường nó sẽ càng cao. Anh chị ta nhìn nhận thị trường, ví dụ như mình quan điểm mình nhìn nhận thị trường ok thì cứ chỉnh xuống là mình cho anh chị nhà đầu tư mua. Vì thế trong hai phiên này bên mình mua khá nhiều và cũng có một cái biên lợi nhuận nhất định, và mình cũng chỉ đánh cho tới thứ năm thôi thì mình sẽ bắt đầu hạ thị trọng danh mục xuống một cách tối đa có thể. Những cổ phiếu nắm trend thì có thể mình vẫn nắm, nhưng những cổ phiếu T cộng thì mình sẽ có xu hướng và có ưu thế bán ra. Nên chị ta lưu ý đó là cái yếu tố quan điểm cá nhân. Vì thế sau khi mà chúng ta xác định trend và xu hướng dòng tiền mức độ nóng đầu cơ của thị trường thì thị trường chỉnh xuống chúng ta có mua đã. Còn nếu mà thị trường ta nó lấp cái gap 1990 thì kiểu gì nó sẽ về lấp luôn 1078. Vì thế khi mà thị trường lấp gap quan điểm của mình là sẽ bán nhưng mình không mua. Nên chúng ta lưu ý một số cái điểm như thế. Còn thị trường nó neo chân gap, độ chân gap và nó tạo ra cái nhịp là anh chị cứ bán hàng ra là mất, bán hàng ra là cổ phiếu tăng tiếp, thì lúc đó thị trường ta đang ở một xu thế mạnh. Mà xu thế mạnh trong ngắn hạn thì anh chị cố gắng ăn một cách nhanh nhất và chúng ta hạn chế, chúng ta đắn đo đối với thị trường. Đó là cái yếu tố quan điểm cá nhân gửi đến anh chị nhà đầu tư ha. Ở đây mình thì mình cũng có nói với anh chị nhà đầu tư ở nhóm của mình như sau. Thứ nhất nha, mình có nói với anh chị nhà đầu tư là phiên vừa rồi là quan điểm là chia sẻ với anh chị là thị trường ta rung lắc và nó sẽ tiếp tục tăng lại. Yếu thì nó sẽ test lại 1115 rồi mới rơi. Còn mạnh hơn nó có thể kéo từ giờ cho tới thứ năm tuần này biên chạm là 1140 cộng trừ 5 điểm trước khi nó hình thành năm cái trend mới. Vậy nên hệ thống phiên vừa rồi là khuyến nghị anh chị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu bất chấp rung lắc và liên tục thu gom một số cổ phiếu, thí dụ như VD này, GET này, FRT. Tuy nhiên chỉ đạt khớp với VD và FRT theo giá khuyến nghị, còn GET nó không đạt giá kỳ vọng nên mình không có thêm vào danh mục. Trong tuần này chiến lược vẫn sẽ đánh T cộng một số mã cổ phiếu. Khi các cổ phiếu đã có điểm mua và biên lợi nhuận đủ to thì chúng ta sẽ ra ngoài. Các mã cổ phiếu khác có điểm mua bán thì mình sẽ khuyến nghị cụ thể ở nhóm. Vì này chúng ta quan sát và chờ khuyến nghị. Hôm nay mình bán 3 mã là Bau, NT2 và Đức. Ở đây cũng Bau này mình bán, nói chung là hạ những cái mã T cộng không thành công ra. Giữa Bau là bạn Hòa nè. Còn NT2 thì chưa tới điểm bán thì mình sẽ chờ nó lên lại cái vùng giá khoảng 33.3 ở đây là mình canh bán ra. Đích hôm nay là mình bán nha anh chị nhà đầu tư, hôm nay bán ra 22 20.5 là bán. Hôm trước hàng mình mua ở đây, hàng về mà nó tụt nhanh quá nên chưa bán, nhưng mà phiên này nó kéo lên 22.5 thì phải bán ra nha. Ở đây nè, mình nói với anh chị nhà đầu tư là chiều nay dự kiến cái phiên tỷ đô nó sẽ về. Dự kiến thì nó sẽ áp lực nhưng mà anh chị ta sẽ chủ động mua cổ phiếu chứ mình không bán. Mình sẽ xem xét cổ phiếu để khuyến nghị. Từ giờ cho đến thứ năm là phiên nào chỉnh thì mình sẽ mua thêm. Anh chị chúng ta sẽ mua một số cổ phiếu ví dụ HBG 225. Phiên là HBG rủ xuống 225 thì mình mua vào. Thế thôi, trend nó vào, tiền nó vào. Hàng thì chúng ta cứ đánh lên ha. Chúng ta có MWG 41.5 cộng trừ 1 like về đây là mua. Đối với cổ phiếu MWG. Hôm nay đóng được, lúc mà chỉnh thì bên mình cũng lấy được giá 41.5 nè. Giá rất là thấp, quanh giá tham chiếu là bắt đầu lấy vào. Hôm nay nó đẩy lên cái sóng bán lẻ đang đi lên. Phiên trước đó thì mình đã mua FRT rồi. Mình đã lời được 1 T rồi. Tức là hàng về ở đây là lãi được khoảng 9% với FRT này. Cái phiên mà thị trường ta thứ sáu rung lắc mình mua, khuyến nghị anh chị nhà đầu tư gom SRT dưới 57. Sang tuần kỳ vọng là nó có cái tin. Ở đây cổ phiếu chưa có tin mà đã kéo như thế này thì nó có tin thì mình sẽ bán. Có thể kỳ vọng mức này đâu đó khoảng giá 66 đối với SRT. Thì phiên này bên mình mua dưới 57 nè. Bản thân mình cũng mua đối với SRT nha. Ở đây mua BBS thì không có giá này. Chúng ta có MB mua quanh 20. MB mua thêm quanh 20 và đáp Cà Mau mua thêm quanh 25-45. Nhưng mà con MB thì mình không mua. Bởi vì thứ tư là ngày giao dịch không hưởng quyền mà chi cổ tức, nên là mình đã mua vào ngày thứ sáu. Thì ngày mai mình sẽ bán MB ra chứ mình không có mua thêm. Lý do là không muốn lấy cổ tức. Vậy thôi, anh chị ta lưu ý. Thì đây là cái bảng danh mục của mình trong thời gian gần đây để anh chị ta tham khảo. Đa phần các mã nằm ở trên là các mã cổ phiếu mình đang đánh trên thì mình vẫn nắm giữ cổ phiếu bình thường. Còn bên dưới là các cổ phiếu đánh T cộng hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư. Nó sẽ có mã lãi, có mã lỗ, mã nào lỗ vi phạm mình cắt, mã nào lãi thì mình vẫn nắm giữ bình thường. Ví dụ mình có VD mua ở đây được 3% nè. Chúng ta có Liên Việt ở đây mua được 3% T cộng nè. Chúng ta có FRT nè mua dưới 57 đang T1 mà đã lãi được tới gần 10% rồi.
Lưu ý nha. Vì thế anh chị chúng ta lưu ý là trong cái lúc đánh T cộng thì mình sẽ lựa chọn cổ phiếu đâu đó khoảng 8 mã, 10 mã, mà có một hai mã lỗ bình thường, những mã khác mình đánh được thì mình vẫn ok. Chúng ta lưu ý một số cái điểm như thế đối với thị trường. Vì thế quan điểm mình, khi thị trường rũ xuống, anh chị ta chọn hàng, ta đánh ở thời điểm hiện tại nó sẽ ok hơn cho anh chị nhà đầu tư. Anh chị ta có thể tham khảo cái bảng khuyến nghị của mình ở đây về các bức giá để anh chị tế hình dung được là hệ thống của mình nó sẽ chia ra hai phần: các mã cổ phiếu tỷ trọng lớn và tỷ trọng vừa thì mình nắm giữ suốt khoảng thời gian vừa qua thì mình vẫn nắm. Ở đây này nó có T này, mình vẫn nắm trend. Còn các cổ phiếu đánh ngắn thì mình vẫn nắm giữ, khi nào nó có biên lợi nhuận thì mình mới bán ra. Ví dụ chúng ta có SHS, con này mình chỉ chọn con này đánh đối với dòng chứng khoán thôi, không chọn HCM nha, không chọn VCI, không chọn SSI, chọn SHS. Cổ phiếu này trend khỏe hơn, mọi thứ ok hơn, rung lắc vẫn có yếu tố hấp thụ tốt hơn, trend nó đang tốt, mọi thứ đang ok, chúng ta cứ nắm giữ và chưa tới biên lợi nhuận bán. Mình mua cây này nè 12,3 vẫn cho biên lợi nhuận và vẫn chưa khuyến nghị bán đối với anh chị nhà đầu tư. Vì thế đây là các cổ phiếu mà mình đang nắm giữ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, kể cả mình cũng mua cũng giống như anh chị nhà đầu tư thôi, không khác gì đâu. Đây mình cũng mua bán cổ phiếu, các cổ phiếu như anh chị hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư ở nhóm, và thực cũng thật sự đầu tư vào trong thị trường này ở thời điểm hiện tại. Anh chị chúng ta cũng có thể tham khảo cái khuyến nghị của mình ở đây. Ví dụ như ID này, hôm trước mình mua 12 năm thì mình bán ra 13 năm. Đây giá vốn ID này 12 năm mình mua ở phần dưới đây này, thì lên trên này 13 năm đạt biên T cộng là mình bán, không biết lên tới đâu nhưng lên biên trên thì mình bán ra nha. Ở đây nè, mình mua cổ phiếu như là con FRT mua 20.000 giá 57, một số anh chị nhà đầu tư mua được giá khoảng 5 6 ít thôi, nhưng mà T cộng lại được khoảng gần 10%. Các cổ phiếu đánh trend như SHB nè, BVS thì mình vẫn nắm giữ bình thường nha. Ví dụ như Đại Phú Mỹ ở đây thì mình chưa có biên lợi nhuận nhiều nhưng mà cổ phiếu vẫn ok thì vẫn nắm giữ. MB thì khuyến nghị anh chị mua 21 thì mình cũng mua 21 như anh chị nhà đầu tư luôn. Vì thế nếu anh chị chúng ta mua bán theo cái khuyến nghị của mình thì nó sẽ có những cái danh mục như thế này, nó sẽ không khác cái đâu được anh chị nhà đầu tư. Nên chúng ta lưu ý nha, đó là một trong số những cái yếu tố quan điểm cá nhân cũng như là cái yếu tố vận động của thị trường để anh chị hình dung là cái việc thị trường chúng ta vận động như thế này thì cứ chỉnh xuống, thì chúng ta cứ mua cổ phiếu vào, và khả năng từ ngày mai cho tới thứ năm thì mình sẽ hạn chế mua cổ phiếu và sẽ canh bán các cổ phiếu đã có biên lợi nhuận ra, và xem xét là chúng ta cơ cấu là cái danh mục là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta sẽ hạ tỷ trọng. Cái thứ ba là đưa cái tài khoản của chúng ta và hiện thực hóa lợi nhuận mà chúng ta giao dịch trong khoảng thời gian vừa qua. Trường hợp những cổ phiếu đánh trend như là dòng dầu khí thì mình vẫn sẽ nắm giữ, bởi vì những dòng này không xấu, câu chuyện nó lớn và độ tích lũy của nó cao thì mình cứ mua được, giá thấp là mình cứ nắm giữ nó bình thường và mình không nhả cổ phiếu này ra cả. Chúng ta lưu ý và bất chấp rung lắc, đó là các cổ phiếu đánh trend. Còn các cổ phiếu đánh ngắn, đánh tới cộng thì chúng ta có lại chúng ta cứ ra thôi. Chúng ta lưu ý một số cái điểm như thế nha. Vì thế đối với mình thì những cái phiên mà điều chỉnh như thế này là những cái điểm mua, như là khi nãy là sâu cho anh chị xem. Còn từ ngày mai trở đi thì thị trường ta khỏe hoặc là cổ phiếu nó đẹp, khả năng sẽ không FOMO mà sẽ canh bán đi khi mà dòng tiền chốt lại những cái cây này, là dòng tiền rung lắc mà họ bị yếu bóng vía, họ bán ra mà họ quay lại thì mình sẽ có những cái bước giá tốt thì mình sẽ bán hàng mình ra, tức là lợi dụng cái sức cầu mà người ta đã bán ra, thị trường hấp thụ tốt, sau đó là nhà đầu tư quay lại mua thì mình sẽ bán cái lượng hàng đó ra. Nên chúng ta lưu ý nha, bởi vì mình đã mua khá nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi, có những mã cổ phiếu mình mua, có những mã cổ phiếu mình không mua, tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái biên lợi nhuận tốt và sẽ đạt ra cái tiêu chí về lợi nhuận ok cho anh chị chúng ta follow và tham gia theo nhóm. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế khi thị trường chúng ta vận động như thế này, quan điểm của mình thị trường vẫn sẽ lên 1140 cộng trừ 5 điểm đâu đó vào cỡ thứ năm tuần này, có thể thứ ba tư nó kéo thứ năm lên trên này đi ngang, rồi sau đó thị trường chúng ta vận động như thế nào chúng ta tính tiếp. Còn lên trên này nó không lên được thì nó bắt đầu rủ rủ ở đây thì nó sẽ phải rủ và lấp luôn cái gap 1080 nha. Vì thế trước mắt nó cứ kéo lên trên này để chúng ta cứ ăn được cái biên này, chúng ta ăn trước. Còn ai vào sau mà họ vào không được cái vị thế tốt thì anh chị nhớ là chúng ta quản trị rủi ro trên cái điểm mua của mình sao cho nó phù hợp nhất nhé. Vì thế trong video này khả năng mình sẽ không nói về điểm mua của cổ phiếu mới cho anh chị nhà đầu tư được. Bởi vì thí dụ hôm nay rủ anh chị không mua, ngày mai nó tăng lên kêu anh chị mua nó rất rủi ro. Vì thế chúng ta cứ để thị trường mua thôi. Quan điểm là thị trường từ ngày mai trở đi nó tăng được nhịp nào, cổ phiếu nào đủ biên là mình sẽ bán, chứ mình không có lấy mới, không có lấy thêm. Danh mục hiện tại của mình nó khá dài, mình cần mà cơ cấu và gom là bán bớt cái danh mục đi, chứ không có mua thêm cổ phiếu từ ngày mai trở đi. Anh chị ta lưu ý nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử các cổ phiếu chúng ta biên độ nó như thế nào, cái trend nó ra làm sao, và cái target của nó ở đâu để chúng ta lưu ý nhé. Ví dụ nhóm ngân hàng thì nó chỉ chú ý một số mã thôi. Anh chị thấy EIB đang khá ok, con này khả năng có game được ai mua tổ chức mua thì phải, mấy chục triệu cổ thì có thể nó lên được giá 24. Một số mã cổ phiếu ngân hàng là mình thấy nó đẹp thôi, không có quá nhiều cổ đâu. Liên Việt nè, con này rủ xuống lấp gáp, đây là những cái điểm mua nè, còn nó tăng thì nó sẽ lên là cái vùng giá khoảng 15,5 thì sẽ canh bán. Đợt trước thì mình lấy giá 14,7 thì lên khoảng 15 năm được một giá T cộng là bán luôn.
MB ở đây tốt nè. Con này mình cũng mua 21 nha anh chị nhà đầu tư, đổ tiền vào mua thì mới cảm giác được với thị trường chứ. Còn mà khuyến nghị suông là nó rất là khó đúng không? Ở trên này cổ phiếu lên là rủ xuống vài cây, khối lượng dòng tiền đi vào. Ngày mai con này mà nó kéo trong cái ngày mà nó chuẩn bị trước ngày giao dịch không hưởng quyền, để những nhà đầu tư này người ta ăn cổ tức 5% tiền mặt. Đối với con MB này, người ta vào người ta lấy thì mình sẽ bán ra cho họ, mình mua cái cây này, mua cây ngày thứ sáu ha. Mua ngày thứ sáu thì cổ phiếu nó lên đâu đó khoảng cả 21, được giá thì cũng có thể bán ra chút lại đi nha. Chúng ta có MSB, những con này vẫn ok đối với nhóm ngân hàng. Trước mắt nó sẽ lên lại cái biên trên của nó là vùng giá khoảng 13.8, 13.6, 13.8 gì đó. SHB thì con này bình thường, lên rủ nhẹ nhàng cái gì đâu, biên độ nó lúc này nó không cao. Mình kỳ vọng cổ phiếu nó hôm nay nó bị kỳ cung nè, tức là cây này là ai chán bán đi, tổ chức người ta vẫn hấp ở giá cao cho anh chị nhà đầu tư chứ không phải hấp ở giá thấp đâu. Ví dụ con này lên trên này giá khoảng 15, 12.5 mà về 12.2, ở đây là cái cho giá định cắt khoảng 3 like, khoảng 1-2% không phải là vấn đề. Đối với cổ phiếu mức giá này vẫn là mức giá cao của cổ phiếu trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và nó vẫn đang ở trong cái xu thế tốt, có những cái nhịp rung rũ tốt của cổ phiếu. Thì mình kỳ vọng cổ phiếu này nó sẽ lên đâu đó khoảng giá 13 tới 14 cho anh chị nhà đầu tư trong nhịp tới. STB thì nó không xấu không tốt, anh chị có người ta nắm giữ thôi, nói chung nó bình thường. Techcombank, cổ phiếu này là bắt đầu có xu hướng là ngày mai kéo lên, bức định đã kéo lên vùng giá 34 36. Đây là các cổ phiếu đã có dòng tiền lớn vào, có yếu tố rung rũ tích lũy trở lại thì nó sẽ kéo một số cái nhịp T cộng 34 36 cho anh chị nhà đầu tư trong một số cái phiên tới. Chúng ta có thì chúng ta canh, chúng ta chốt lại, chúng ta chặn bán cổ phiếu, chứ quan điểm mình không có mua. Vì mua là những cái nhịp rung rũ ở đây, thị trường bán chúng ta mua vào, còn khi nó đánh lên là thị trường FOMO là mình không lấy nữa nha, lưu ý nha, đó là quan điểm cá nhân. Chứng khoán nó có một vài mã thôi, ví dụ SHS là con đẹp nhất của thị trường ở thời điểm hiện tại đối với nhóm chứng khoán, đúng không? Anh chị nhìn vào thấy nó đẹp nhất chứ. Chúng ta nhìn một cái thế như con VCI ở đây nó không hề đẹp, nhưng con SHS này nó đang cong xuống này, lên trên này kháng cự nhiều. Còn thí dụ như SHS nè, mẫu hình đẹp nè, tích lũy đi lên nè, dòng tiền lớn liên tục là có cái xu hướng là đóng cửa cao nhất phiên và tạo ra một cái cây nến mà gọi là đóng đóng cửa tết cung cao nhất. Vì thế những cổ phiếu này là những cổ phiếu mình đánh giá là những mà cổ phiếu leader. Còn trong chứng khoán thì bên mình lấy con này giá 12.3. Mặc dù mình không lấy nhưng mà khách hàng mình lấy thì cứ lấy thôi. Chưa bán cổ phiếu nào, cứ lên giá khoảng 14, 15 thì mới canh xử lý. Có thể mà này đâu đó khoảng giá 14 thì sẽ canh hạ bớt, hoặc là đưa cho anh chị nhờ từ cái mức chặn lại chứ mình không mua mới nha. SSI thì cũng được, anh chị có người ta nắm. Nếu mà cổ phiếu mà dòng tiền thì mình chọn SHS, con này khỏe hơn. SSI ngày mai khả năng nổ cao lên vùng giá 26 đó, anh chị có người ta nắm giữ. VD nè, rủ xuống kéo lên thì có khả năng nó sẽ về lại cái vùng giá 20. Mình hôm trước mua ở cái cây này nè, đúng không? Mua cây này cổ phiếu rủ xuống nè, sau đó là khối lượng to nè, đây là một cây phủ đích là cái cây giảm, thì con này lên lại vùng giá 20 thu hút nhà đầu tư vào lại, người ta bán ra. Ở đây là một cái cây mà khối lượng của nó khá là thấp, thì chờ dòng tiền vào ngày mai nó kéo lên người ta canh chốt. Còn những cái điểm rủ của cổ phiếu mà nó test lại cái vùng giá kháng cự trước của nó, đó là những cái điểm cho anh chị lấy ở cái nhịp sau. Đó là cái cách đánh của mình trong những cái thời điểm như thế này, tức là khi cổ phiếu nó rủ xuống ta lấy vào. HCM con này hơi yếu, đang cong xuống, nên là cùng một cái dòng tiền của một dòng, một ngành, một nghề thì mình sẽ chọn những con khác nha. Dòng thép thì bên mình có Hòa Phát hôm nay mới lấy giá 22 năm, kỳ vọng nhịp này lên lại được 24. Dòng tiền vào break qua được cái xu hướng lớn nè, ok đúng không? Điểm test ở đây, những điểm này có thể lấy. Hoa Sen nè, những con này lên test nè, nó hấp thụ lại quanh những cái vùng gap giống như con Liên Việt, ta cứ lấy vào. Cổ phiếu này lên lại đâu đó khoảng giá 17 năm 18 thì canh bán. Nam Kim cũng được, các cổ phiếu tích lũy đỉnh ở đây, ngày mai Hòa Phát kéo thì những con này nó sẽ tự động lên theo. Hôm trước mình mua con này từ dưới vùng dưới nha, giá 15 lên giá 16 ít thì mình canh bán ra. Còn lên trên này thì ưu tiên đánh những cái mã mà có xu hướng vượt đỉnh nhanh hơn. Dù Hòa Phát là Hoa Sen là lên này, rủ cong xuống nhẹ nhàng. Con này ngày mai Hòa Phát bứt thì nó cũng sẽ bứt lên đâu đó giá 17 năm. Đối với các cổ phiếu dòng thép nhá. Ở đây có con bom là chạy kinh ha. Dòng thép có con này đầu cơ Benny đánh kinh, từ 4 lên tới gần gấp đôi. Hy vọng là nó có sóng cho anh chị. Dòng trụ thì hôm nay mình vô MWG. Các cổ phiếu này là có xu hướng tích lũy này, bị kiệt về khối lượng này anh chị nhà đầu tư. Mẫu hình tích lũy một cái nền giá đáy dưới này, dòng tiền liên tục đi vào ở đây, nó đang tạo ra một cái nhịp cho sóng bán lẻ. Và sóng bán lẻ nhịp này thì bên mình lại chọn con FRT. FRT mua cây này, ngày mai hàng về nó sẽ ra một cái tin là được chấp nhận là mã ảo và đi theo dòng bán lẻ như DG World nữa, thì mình chọn FRT. Thế thôi, nói chung bán lẻ đánh con nào cũng được, mỗi người một con. Có anh chị đánh DG World, có người đánh MWG, thì bên mình đánh MWG và đánh con FRT. Thì thấy các cổ phiếu này thì anh chị mua thì chúng ta cứ chờ nó lên cái biên trên này. Target của nó là vùng giá 65-66 nha. Lên trên này là mình bán, ngày mai hàng bên mình về rồi nhá. Đầu tư công thì mình không tham gia, bởi vì dòng tiền thì có giới hạn thôi. Đặc biệt là lúc này nếu mà thị trường đánh dòng khác thì những dòng này đang không được gọi là ủng hộ của cái dòng tiền lắm. Bởi vì dòng tiền bây giờ đang chảy vào những cái con blue chip và mẫu hình nó lớn khác. Những cái mã cổ phiếu kia nó đang tạo lên khá cao, mặc dù nó không có quá xấu,
nhưng mà để nó tăng ngay và tạo biên lợi nhuận ngắn hạn thì mình chưa thấy. Ví dụ CI, những con này thì chưa, nó cần phải test là cái vùng giá 16 đó, nhịp sau thì mình đánh, nhịp này thì không đánh. Hút nè, những con này loanh quanh ở đây, tích lũy của nó không xấu không tốt anh chị, nó là có yếu tố sóng dòng đó, nhưng mà do nó không xấu và nó cũng không tốt nên là mình chọn những mã cổ phiếu có xu hướng tích lũy tích cung này kia nó tốt hơn, mình tham gia như đằng sau ha. LCG nè, đi ngang nền thì nó rủ xuống cái vùng hỗ trợ dưới thôi, nó đang tạo biên, biên của nó là 16 và vùng 10, 13, 14 và vùng 13, thì nó đi trong biên này nó không xấu đâu, nó cũng không tốt lắm. VCG nè, lên nè, xuống nè, lấp gáp để quay lại test đỉnh. Nếu mà những cái mã cùng ngành á, như là dòng đầu tư công mà những so với mặt bằng chung á, mà nó bị yếu á, thì lúc này nó sẽ phải tích lũy lại. Mà các cổ phiếu tích lũy lại thì ta nên chờ. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường mình đánh giá nó không còn quá xa để chúng ta chơi, vì thế dòng tiền đang vào con nào ta đánh ngắn ta thoát nhé. FCN này hôm nay con này lên test đỉnh bị thất bại này, chưa có xu hướng vượt đỉnh tiếp nên là mình không có ưu tiên nhóm đầu tư công đối với nhịp bên mình ở thời điểm hiện tại nhé. Dầu khí thì mình đánh trend như là chia sẻ anh chị rồi, BVS này mẫu hình to, câu chuyện lớn, hưởng lợi nhiều thứ, còn lên trên này cổ phiếu vừa lên vừa tích lũy như này bình thường, chưa có cái yếu tố gì đó xấu, nó vẫn loanh quanh cái vùng 31 32 đây thôi. Đã đánh trend là cái đầu tiên là anh chị đừng có nghĩ là nó sẽ phải tăng liên tục, mà làm sao nó lên một cái nền giá nó sẽ tích lũy hấp thụ những nhà đầu tư đánh ở phía dưới này nè, tiếp tục hấp thụ nhà đầu tư có lãi chán nản bán ra thì nó vẫn sẽ mua và tích lũy nền cao để đánh lên một nhịp nữa. Anh chị nhìn BBB này, cổ phiếu này khi nó đánh lên một vùng giá nền nè, nó lại tích lũy, mà tích lũy nó sẽ tạo biên, và khi cổ phiếu tạo biên thì nó phải rung lắc xong nó sẽ tiếp tục kéo. Vì thế đối với những cái dạng cổ phiếu như BVS nó chạy ở cái nhịp sau nó sẽ có một nhịp rất lớn ở phía sau, thì quan điểm của mình là cứ mua đã, để đấy khi nào dòng tiền vào mình sẽ đánh nhịp số 2 nha. BVS lên thì BVD nó cũng thế, quan điểm là những cổ phiếu nó vẫn nằm trên cao, giá vốn tốt thì anh chị cứ nắm thôi, tùy vào cái trend và cái dòng mà anh chị chọn ha. Ta có BVC, BVB nó cũng thế, những cổ phiếu lên tích lũy lên tiếp không vấn đề gì nhé. Dòng điện thì nó được con ghét là ok ngon, anh chị nào có thì nắm thôi, còn mình là mix cái điểm mua. Hôm trước là mình tính nó về tới cái vùng giá khoảng 17 ít mình lấy, nhưng mà nó không về tới, nó mạnh hơn dự kiến rồi bỏ qua. Bao thì đánh hơi chậm, đánh hơi mệt, con này đánh break cao hoài không thành công thôi, chắc phải chờ nhịp khác. Nói chung là hàng tơ cộng mà không thành công là canh bán thôi. Cạn biển vất tạm, ta có HAH này, chúng ta có Game Depth, chúng ta có VNA, chúng ta có Vốt, những con này cũng được, anh chị có thì chúng ta lấy, chúng ta nắm giữ thôi. Còn mua thì mình không ưu tiên chọn, bởi vì thanh khoản của nó không được quá lớn và nó cũng không phải là form của mình ha. Phân đạm này chúng ta có đạm Cà Mau ok này, bắt đầu nó lên lại cái biên trên thì chúng ta cứ đánh từ dưới cái biên dưới lên biên trên cái đã. Chúng ta có đạm Phú Mỹ này, đi nền tích lũy là ngày mai nổ cái là lên 36. Dòng này thì có con last cũng ok nè, chúng ta có gì, chúng ta có DDV cũng ok, đều là xuống tăng hết. Đại Phú Mỹ thì nó có độ tích lũy, nó có câu chuyện chi cổ tức, nó đang có một cái biên độ của nó là từ biên dưới là 32 lên 36, mà đã đánh ngắn đâu đánh dài đâu, thêm câu chuyện chi cổ tức 70% thì cứ follow theo dòng tiền ở đây. Thanh khoản có xu hướng là giờ gia tăng tốt hơn so với giai đoạn trước này, giai đoạn trước thanh khoản ở đây bị thấp này, ở đây thanh khoản gia tăng hơn, dòng tiền vào tốt hơn thì cứ chờ thôi. Mai đã Cà Mau kéo thì kiểu gì Đại Phú Mỹ nó cũng lên, hôm nay mình cho mua cả đạp Cà Mau luôn. Ta có DGC tăng tốt trong giai đoạn vừa rồi, kiệt về khối lượng này, dòng tiền vào là đánh thế thôi. Nó đang lên là cái biên trên là cái vùng giá khoảng 65 rồi, ở đây cổ phiếu khả năng sẽ dừng và tích lũy lại trước khi nó có yếu tố vận động tiếp nha. Nhóm bất động sản thì mình thấy nó hơi xấu, đích này mình mua ở cây này là tốt này, để cổ phiếu đánh vượt đỉnh, nhưng mà cây này nó bị xả rồi thì khả năng nó sẽ về là cái vùng biên dưới là vùng giá 18, hôm nay bắt buộc phải cắt lỗ đi 3%. Nói chung là sai cắt bình thường, cây này sai lầm là do không cắt quyết liệt nè anh chị. Đúng ra cây này hàng bên mình mua cây này là hàng về lãi được khoảng 5-6 lai gì đó, mà mình nghĩ là cũng chưa có gì để bán, nhưng mà không ngờ hai cây này nó bị bán mạnh quá thì cứ cắt đi, cầm tiền qua đánh mã khác vậy thôi. Đã đánh tới cộng nhưng có lãi có lỗ, có 10 con đánh được 8 con là thành công thôi ha. DSG này lên biên vùng 15 16 xấu á, khả năng sẽ về lại cái vùng giá khoảng 13.5 nhá. Nam Long đang tạo biên, những cái con đầu cơ của cái nhóm này nó đã chọn BDR và con Nova, hai con này là hai con thị trường đánh đang chọn để đánh. BDR là con đang dẫn dắt cái nhóm bất động sản này, nhưng mà những cái con này nó có một cái đặc điểm chung đều là những mã cổ phiếu có dính tới trái phiếu trong khoảng thời gian vừa qua, và bây giờ nó đang làm lại game game mới thì đang thu hút dòng tiền. Thì nếu anh chị nhà đầu tư chúng ta đánh đầu cơ, chúng ta cứ đánh những mã này thôi, những mã khác ta không đánh, vô đích DG thôi, nó đang hết sóng chúng ta không chơi nha. Chúng ta thấy khu nghiệp thì hôm nay tăng rất ok, đặc biệt dẫn dắt bởi con IDC. Ok, khỏe mà có gì đâu, lên mẫu hình đẹp lên tốt. Mình thì mình chọn con khác, nhưng mà con này đẹp, anh chỉ có tới cái nắm thôi. KBC này, rủ xuống, nền dưới thì nó lặn về là cái nền trên. Thì cổ phiếu này làm sao đang tạo biên, mà tạo biên thì cứ phải chờ.
đúng không? Nó không xấu, nó cũng không tốt anh chị nhà đầu tư, chưa vào phong. Thủy sản chúng ta có ASM đang dẫn tốt này đúng không? Tăng liên tục. Trong khi mình là chọn IDI ăn được một hai cây, khoảng được cỡ giá 800 ra. ASM tăng tốt hơn, anh chị có nắm giữ. NV cũng tăng tốt, đang có xu hướng vượt đỉnh thì anh chị cứ nắm thôi. Những cổ phiếu mình không nắm dài nên là biên T cộng mình đủ là mình vẫn ra bình thường nha. Đó đó là một trong số những cái yếu tố vận động của thị trường ở thời điểm hiện tại. Nhìn chung chả có gì xấu cả, chỉ là cái dòng đó nó có một số con vượt trội thì chúng ta lưu ý đưa tiền của mình vào những cái con đó là được. Còn lúc này trên thị trường vẫn chưa thấy cái dòng nào đang có mở biên ra gãy và gây rủi ro cho thị trường thì mình chưa thấy. Nên là nếu anh chị này chúng ta có cổ phiếu thì anh chị cứ tự tin, và khi thị trường ta rung lắc thì chúng ta mua, còn khi thị trường tăng lên chúng ta hạn chế FOMO. Nói chung quan điểm mình là trong hai phiên vừa rồi thị trường rung lắc mạnh, bên mình gom khá nhiều cổ phiếu nên là từ ngày mai trở đi thị trường nổ lên, cổ phiếu ra đủ biên độ thì mình sẽ canh hạ bớt ra và cơ cấu danh mục sẽ cho nó phù hợp nha. Ok, thì nếu anh chị nào chúng ta thấy phù hợp với tư duy và quan điểm của hệ thống thì anh chị có thể liên hệ với các bé trợ lý của mình ở phía dưới video này, các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị vào nhóm để chúng ta đánh được cái nhịp tới và chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận trong cái nhịp này cho nó xong. Đặc biệt là hết đáo hạn phái sinh thị trường ta lại ra một cái trend mới và lại ra một cái nhịp mới, chúng ta phải tính toán thị trường ta ở một trong xu hướng khác. Còn trong xu hướng này thị trường ta chưa hết đáo hạn phái sinh thì vẫn còn trend cho anh chị đánh, và cái target tiếp theo của thị trường sẽ là 1140 cộng trừ 5 điểm nha. Ok, thì cũng cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều, chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự tăng giá của thị trường vào ngày mai, và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.